Xin chào các bạn. Chắc các bạn không còn xa lạ gì với mô hình nông trại tôm thẻ, là chúng ta sẽ vui chơi và ăn uống dưới bè. Đây là mô hình du lịch sinh thái được anh Dương và chị Diễm mang về Bạc Liêu đầu tiên và đã rất thành công. Hiện nay mô hình này đang được nhân rộng và phát triển ở Bạc Liêu, thu hút rất nhiều du khách trong tỉnh và ngoài tỉnh đến trải nghiệm. Nói tiếp sự thành công ấy, dám nghĩ và dám làm, đôi vợ chồng trẻ chính ít này tiếp tục cho ra mô hình homestay đầu tiên tại Bạc Liêu. Với mô hình này, anh chị nhắm đến những khách hàng yêu thích sự yên tĩnh, yêu thích không khí mát mẻ trong lành, được tự mình trải nghiệm câu cá, bắt cua hoặc hái rau sạch được trồng tại vườn, hay nghỉ lại tại những căn chòi bằng lá để trải nghiệm cuộc sống bình dị của những người miền Tây sông nước. Nằm cách trung tâm thành phố Bạc Liêu khoảng 11 km, địa điểm du lịch này mang tên Vườn Nhà Tôm, thuộc ấp 16, xã Vĩnh Hậu A, huyện Ba Bình, tỉnh Bạc Liêu. Mình sẽ để một clip hướng dẫn các bạn đi đến đây ở cuối video nha. Hoặc các bạn có thể định vị trên Google Maps. Chào các bạn, mình đang có mặt tại Vườn Nhà Tôm nha. Có địa chỉ là ấp 16, xã Vĩnh Hậu A, huyện Ba Bình, tỉnh Bạc Liêu. Thì hiện tại đang là gần 5 giờ chiều các bạn, trời đang còn nắng nè. Bây giờ mình sẽ đưa các bạn đi vào để khám phá một số cái loại cây ở trong cái Vườn Nhà Tôm này các bạn. Mình thấy rất là nhiều loại cây, có cây ăn trái nè và rau nữa. Mình sẽ khám phá trước ha, sau đó mình sẽ thử qua các cái món hải sản tại Vườn Nhà Tôm. Đây, bước vào đầu tiên thì mình thấy ở đây có ba trái mớp khá là to các bạn, trái này nó già rồi nè. Nó bự gấp như cái đùi mình các bạn. To lắm, trái này già cứng nhắc này. Ba trái. Cây này là hình như là cây chùm ngay. Đây. Cây chùm ngay. Ở dưới đây thì mình thấy trồng rất nhiều qua 10 giờ các bạn. Này ở đây có mình thấy giống như trái thù lù các bạn, nhưng mà cái này nó màu đỏ, không biết phải cây thù lù ha. Này, đẹp lắm nè. Cái giống như là cái lồng đèn các bạn ha. Đây các bạn, đây chị chủ sẽ hướng dẫn mình một số tên của cái cây mình thấy lạ nè. Cái cây này là cái gì chị? Thì ở đây anh thấy cái hình dáng của cái cây này, nó cái bông nó nè, nó giống như cái lồng đèn ha. Tên của nó là hoa lồng đèn. Cái này là nó là một loại dây leo. Em trồng để cho nó leo lên trên cái vàng nè. Còn ở dưới này á, là nó là chanh dây nè, nhưng mà chanh dây này nó đặc biệt chỗ là mình ăn nó như là trái cây vậy đó, nó ngọt. Loại chanh ngọt ha. Đúng rồi, chanh dây ngọt, nó chín nó có màu cam đậm. Rồi thì đây là mớp, mớp này là mớp hương. Mớp hương thì chắc là có người biết thì cũng có người không biết, nghĩa là mớp nó khác mớp thường chỗ là khi mà mình nấu canh á là nó có cái mùi thơm nó khác. Dạ đúng rồi, nó đang già. Còn đi vô trong đây á, thì rau thì em trồng nhiều loại lắm, giống như đây nè là cải nè, cái này là họ cải, nhưng mà nó có nhiều màu nè, màu xanh nè, màu vàng nè, màu đỏ nè, màu trắng nè, người ta kêu là cải cầu vồng. Cải này ở đây á, là em trồng á, là cái cây màu vàng này nè, với cái cây màu vàng với cây màu đỏ này nè, là em sử dụng cái thân nó để em làm cái nước ép cải cầu vồng. Thì ở trong chỗ em nó đặc trưng ở chỗ là cái nước ép để em làm từ những cái loại rau củ đây đó. Thì chút nữa em sẽ giới thiệu thêm một vài cái loại nước ép rau củ mà ở trong vườn có nữa. Đây là hành ha. Hẹ. Hẹ bông. Hẹ bông. Ừ. Này là cải nha. Nè, đây là một loại cải mà em sử dụng lá của nó để làm nước ép nè, cải cale xanh. Cale xanh. Ừ, cải cale xanh. Cải này là có một số bạn sử dụng nó là để làm cái nước uống mà để mình giảm cân á, heo thì á. Mà nó có củ gì không chị? Không, nó là cái cây này là nó là cái cây cây cao á, dạng giống như là cây cổ thụ đó, tuổi thọ nó sống được tới 5 năm lận. Là mình chủ yếu là ăn lá nha. Đúng rồi, mình ăn lá. Lá nó có nhiều chất dinh dưỡng lắm. Còn bên đây là nguyên một luống này luôn là cải xà lách. Nhưng mà xà lách này nó có nhiều giống lắm. Em không có nhớ hết tên. Nhưng mà là nó ở đây một loại nè, hai loại nè, ba loại nè, bốn loại nè, năm loại xà lách đó. Trong một cái luống này là năm loại xà lách đó. Chỉ ăn lá thôi nha. Ăn lá thôi. Cái này là mình làm cái xà lách trộn dầu giấm á. Là mình xài cái loại này nè, với cái loại xà lách cuộn này nè, nó đang cuộn bắp nè, thấy không? Nó đang cuộn lên thành cái bắp. Rồi bên đây là cũng tương tự ha.
Dạ đúng rồi, bên đó là cải ca le, rồi bên kia là cải cầu vồng nữa, xuống cuối là cải ca le nữa. Ở đây thì em trồng chủ yếu là cải ca le, cải cầu vồng với lại cà chua trái cây. Thì cải ca le với cải cầu vồng là em sử dụng em làm nước ép. Mình đi xuống chỗ dưới. Khu này thì em mới vừa tăng trang lên thêm hai cái chỗ ngồi nữa. Hai cái chỗ ngồi lớn này thì sức chứa là một bên như là khoảng 10 người. Này là do mới làm xong nên là mưa nữa nên em chưa có dọn dẹp cho nó tươm tắt lại được. Bên đây thì có rau ăn lá. Giống như là cái này là diếp cá nè, bên đó là rau húng lủi nè. Rau này thì sử dụng để làm cái mình bỏ vô trong cái nước uống giống như là soda hay là này nọ đó, là nó có cái mùi thơm. Nó là họ bạc hà. Bên đây là rau này là rau rau xá xị. À, xá xị, này là rau thơm. Đây là hành. À, còn qua tới cái luống này thì cái cây này thì chắc là quay lên thì nhiều người hiểu lầm nó là cà pháo hoặc là cà phổi lắm. Nhưng mà tên của nó là dưa peptinum. Này là peptinum màu tím. Ừ, dưa peptinum màu tím. Này là dưa peptinum vàng. Này nó chưa chín. Chưa chín. Cỡ nào nó mới chín vậy? À, nó tùy cỡ lắm. Cái trái màu tím là nó khoảng nửa ký á. Này nè, con trái chín đây nè. Nhưng mà vàng, nhưng mà trái này là chắc do nó bị ong đốt. Để em hái trái này. Nó chín nó có cái mùi thơm thơm. Giống như là mùi vani đó. Trái đó nó còn nhỏ. Thường là cái dưa màu vàng là nó nhỏ trái, còn bự trái là cái dưa màu tím là nó mới bự. Trái này à. Dạ đúng rồi, bên đây là cây này nè, là cải bắp thảo. Cái này thì nó lớn một chút xíu nữa thì mình phải dùng dây chuối đó, xong mình bón lại như nè thì nó mới ra được thành cái bắp giống như là mình mua ở ngoài chợ trong siêu thị. Còn này là bắp cải trắng. Nhỏ hết đó chị, còn nó còn lớn hơn. Dạ đúng rồi, còn lớn hơn. Cái này là bắp cải tím, mấy cái cây này là bị thỏ nó tỉa rồi. Ở trong đó thì nó còn nguyên đó. Đây là bắp cải trắng. Còn đây là cái cải này nó cũng lạ nữa nè, cải hoa hồng. Cái này là người ta kêu nó cải hoa hồng là tại vì khi mà nó lớn lên á thì nó nở thì mình nhìn từ trên mình nhìn xuống á, nó có hình dạng giống như là cái hoa hồng vậy đó. Cái này nó to lắm, thành ra em trồng nó khoảng cách thưa ra. Cái này nó bự bằng cái gỗ vậy nè. Bên đây thì em còn một loại cây nữa là cây hương thảo. Cây này thì lá của nó là nó cũng có tính dược liệu nữa, mà nó người ta thường sử dụng nó trong cái món bò bít tết nướng á. Còn đây đúng rồi nó đó. Anh dạ đúng rồi, gờ thử nó ăn cái thì mình ngửi tay mình là nó thơm. Dạ cái hương thơm này ở đây là em sử dụng là để cho nó có cái mùi hương, tạo cái mùi hương cho khách ngủ lại đây ở trong hôm tay của em á, là nó dễ ngủ dễ chịu á. Ở đây là trong cái món cơm chiên hải sản của em là nó có cái vị của cái lá này nè. Em sử dụng nó để làm gia vị. À đây là cái cây này là cây, nhìn nó thì mình tưởng tượng nó giống như là cái cây rau thơm vậy đó. Nhưng mà tên của nó là cỏ ngọt. Cỏ ngọt tại vì cái lá của nó có cái vị ngọt. Thì cái lá của cây cỏ này là mình sử dụng hai cái đường ăn của mình hàng ngày á. Đường ăn. Cây cỏ ngọt này. Nè rồi cho con cái nè, con mâm vô đi. Vậy con ăn cái lá nào? Ngọt sớt à. Lá cỏ ngọt. Cái lá này là nó sử dụng cho giống như là những cái người mà bị tiểu đường á thì người ta thường sử dụng cái lá này nè để người ta bỏ vô trong trà. Người ta phơi khô xong người ta bỏ trong trà để nó tạo cái vị ngọt, mà cái vị ngọt của cái lá này thì nó không có làm tăng cái đường trong máu của người ta. Giá này. Còn cái này. Cái này là cây cải ca le tím. Ca le tím. Ca le tím. Rồi phía trong thấy có dâu với nho nữa. Đúng rồi, ở trong này. Ca le một căn. Đây là cây nho.
Thì ở đây là do đất ở đây là đất đất mặn, đất phèn mặn, cho nên là em trồng cái nho này là cái nho kẹo. Nho này là giống nho kẹo. Thì trái nó không có năng suất nhưng mà được cái là nó dễ sống, với lại nó có bóng mát. Ở đây là dâu, thì ở đây em hướng dẫn cho mấy bạn, ví dụ như là ở đây mà muốn trồng dâu á, thì mình nên chọn cái giống dâu này là em đang trồng là giống dâu Mỹ. Em đã thử hai giống dâu rồi, giống dâu Mỹ, giống dâu Đài Loan. Thì dâu Đài Loan á, thì nó ngọt hơn, trái nó to hơn nhưng mà nó không sống được. Còn này là nho Mỹ, dâu Mỹ thì nó dễ sống hơn. Với nước mặn nó vẫn được hả chị không? Dạ đúng rồi, đất ở đây là đất mặn, em chưa có rửa mặn hết nữa đó. Rồi xong rồi em trộn thêm sơ dừa với lại cho chấu vô là em trồng được rồi. Rồi nó ra con nhóc trơn nè. Có trái rồi phải không? Nó có trái hai đợt rồi. Trái bự không chị? Trái nó không có bự như là dâu mà mình mua ở trong siêu thị đâu. Tại vì em ở đây em trồng là theo phương pháp là em không có sử dụng phân hóa học, không có sử dụng thuốc tăng trưởng trái á, thành ra trái nó nhỏ mà xấu đó nha. Nhưng mà nó ngọt như nó thơm lắm. Nho này là em trồng chưa được một tháng nữa đó là nó bò lên nhiều lắm luôn đó. Cái này cái gì chứ? Cái đó là cái bông bông gì em quên mất tiêu rồi. Cái bông gì tự nhiên quên mất tiêu. Dạ đúng rồi, nhưng mà nó không, nó dạng trồng theo khóm theo bụi á thì nó đẹp hơn. Còn một cái loại cây đặc biệt ở trong khu vườn của em nữa, thì khi mà mọi người bước vô là mọi người sẽ nhìn thấy nó liền luôn, đó là cây chùm ngay. Cây này á thì hàm lượng chất dinh dưỡng của nó thì mọi người có thể tìm hiểu ở trên Google á, thì bác Google sẽ cho mọi người thông tin đầy đủ hơn ha. Còn em á thì em sử dụng cái này giống như là một loại gan lá vậy đó. Em thường phơi nó, em nghiền thành bột để em bỏ vào trong cơm hoặc là cháo của con em á. Cái này là giúp nó bổ sung thêm canxi đồ này nọ đó. Thì cây này rất là tốt nè, cây này nó dược tính nhiều lắm. Ở trong vườn em trồng cây này nhiều lắm, tại vì bình thường ở nhà em ăn. Em nó còn một loại cây nữa là cây này là cây cỏ vetiver. Cây này á, là ở Việt Nam mình thì nó chưa có thông dụng, nhưng mà ở nước ngoài nó rất là thông dụng. Nó người ta thường trồng nó để chống sạt lở rồi này nọ đó. Còn ở đây em trồng nó là để nó làm cái giá đỡ cho giá thể cho những cái cây khác sống. Này ví dụ như là đây thì cái cây này là cây dưa lưới nha các bạn. Nhưng mà con thỏ nó ăn vậy đó. Này là em trồng, khi mà em trồng cái cây nào đó mà cặp với cái gốc của cái cây cỏ vetiver này ha, thì thứ nhất là nó cái cây này nè, cái cỏ vetiver này nó sẽ là cái giá thể khi mà trời giông gió á, thì nó sẽ bảo vệ được cái cây của em. Và thêm cái nữa là cái rễ của cái cây cỏ vetiver này nè, nó sẽ giúp cho cái cây của em trồng cạnh nó đó, cái cây mà em muốn trồng đó là nó sẽ hút nước cho cái cây này nè. Hút nước cho cái cây của em trồng. Này cái rễ của cái cây này nó dài tới 2-3 mét đó. Nó giữ đất rồi ha. Đúng rồi, nó giữ đất. Thường người ta trồng nó để người ta chống sạt lở này nọ đó. Thì ở trong vườn em á, nó còn một loại cây nữa, đó là cây cà chua. Thì đây là cà chua trái cây nha, chứ không phải là cà chua giống như bình thường mà mình ăn. Thì trái của nó là nó không có to, trái của nó nhỏ như là ngón tay mình thôi. Thì nó chín thì nó có 2-3 loại lận. Này là cà chua, này là cà chua vàng. Giống cà chua bi không? Nó giống như cà chua bi nhưng mà nó ngọt hơn. Nó thơm hơn, nó ngọt hơn. Thì ở trong cái vàng này là có 2 loại. Là cà chua, anh thấy là nếu như mà nó là trái dài dài như nào thì nó là cà chua vàng. Còn nếu nó là trái tròn thì nó là cà chua sô-cô-la. Nó chín nó sẽ có màu đỏ đậm giống như là màu sô-cô-la vậy đó. Đậm, màu đỏ đậm đen. Còn cái này là cà chua vàng, ăn nó thơm thơm cái mùi sữa. Còn cái này là nó thơm cái mùi giống như kẹo vậy đó mà nó ngọt. Còn bên kia là cà chua đen. Nó đen rồi. Đây, bên này là cà chua đen. Nó có trái là đợt mới nè. Đó là nó non thì nó màu đen nha. Nhưng mà nó chín đó là nó màu cam đậm. Nó còn nhỏ là nó màu đen đen vậy đó. Trái này thì nó to hơn cà chua bển. Trái này nó to muốn bằng ngón chân lận, ngón chân cái lận. Chị bắp có bắp cỡ khác không mà là? Dạ bắp. Bắp này là em trồng là bắp tím. Tím. Dạ ngô bóng đêm. Tức là trái nó đen phui phải không? Trái nó màu tím đậm, đúng rồi, màu tím đậm gì đó. Mà ở đây á, đặc biệt cái là ở đây là em tưới nó bằng nước mặn luôn. Có nghĩa là này, anh nhìn cái sóng lá nó là nó khác bắp khác nè, nó có màu tím tím nè. Là nó vẫn chịu được nước mặn. Dạ đúng rồi, nó vẫn chịu được nước mặn. Tại vì ở đây là em đang hướng tới là em nghiên cứu những cái cây trồng mà có thể chịu được nước mặn.
À, cái đây là em nước là nó mặn là nó ngập lên ngập xuống như này, nhưng mà cái bắp anh nhìn nó tốt. À, thì định hướng mục đích của em ban đầu là em mở cái khu này là đầu tiên là em muốn là xây dựng một cái khu homestay để cho khách có thể về đây là nghỉ ngơi và tận hưởng cái không khí yên bình mà trong lành ở nơi đây á. Rồi thứ hai nữa là em muốn là ở cái khu này là em sẽ biến nó, em sẽ trồng và thu quy hoạch cho nó thành một cái vườn rau dược liệu. Thì giống như là mọi người thấy nãy giờ dạo một vòng cái khu vườn em á, thì cái cây cỏ đây em trồng á là đa phần là nó đều có tính dược liệu. Thì em muốn là khi mà khách về đây nè, ngoài cái việc mà người ta nghỉ ngơi, người ta được ăn những cái thức ăn tươi sống, hải sản tươi sống á, thì người ta còn có thể là trang bị cho mình thêm những cái kiến thức về những cái cây cỏ xung quanh mình á. Thì không phải là tính dược liệu, thì là nó là chỉ là sử dụng là cây thuốc thôi, mà là nó là vừa có thể là sử dụng giống như là một cái loại rau mà mình ăn hàng ngày vậy đó. Để khi mà mình những cái bữa ăn của mình á là nó sẽ đầy đủ chất, đầy đủ dinh dưỡng này nọ luôn vậy đó. Thì những cái phần đó đó là em sẽ nói sâu hơn về sau, tại vì bây giờ thì hiện tại bây giờ thì cây cối trong vườn em là em mới trồng thôi, nó chưa có tươi tốt được, thành ra là những cái phần đó là em chưa có nói sâu vô được. Ngoài cái việc mà em muốn xây dựng nơi đây là thành một cái khu homestay á, thì bên cạnh đó là em còn kết hợp thêm là cà phê, và buổi chiều thì em sẽ thiết kế cái khu dưới này nè, em đang thiết kế lại thầy để buổi chiều em có thể là bán thức ăn theo cái dạng như là tiệc nướng BBQ vậy đó. Thì ở đây là em có những cái món nướng chiên về hải sản, ví dụ như là tôm, cua, cá mực. Thì buổi chiều là em dự định là sẽ mở là từ 4 giờ chiều là em sẽ bắt đầu mở cái dạng bán BBQ đó. Thì các bạn có thể là theo dõi cái fanpage vườn nhà tôm Homestay and Coffee á, để mình theo dõi được là khi nào thì em sẽ khai trương cái BBQ tại chỗ này ha. Thì cũng gần thôi à, tại vì em chuẩn bị là gần như hoàn thành rồi, em chỉ cần lên đèn vòng khu này cho nó sáng nữa là ok. Đây là phòng nghỉ lại các bạn ha, nếu mà khách có nhu cầu nghỉ lại thì sẽ có một phòng như thế này nè. Đó, có quạt. Đây thì tất cả đều thiên nhiên hết nên không có máy lạnh đâu. Nè. Đây được 3 phòng nghỉ lại các bạn. Có mấy cái võng nè, nằm nghỉ trưa. Đó, có cái bàn để view tầm nhìn ra phía bờ hồ nè. Đó. Em sẽ giới thiệu sơ về cái menu mà ở trong vườn nhà tôm em có. Đó là em chia thành hai cái menu. Thứ nhất là menu dành cho khách ở thuê phòng homestay qua ở qua đêm. Thì đối với khách đó thì menu nó sẽ đa dạng hơn, là gồm có lẩu, các món nướng, rồi cơm chiên, mì xào, cá nướng này nọ. Còn đối với cái tiệc BBQ mà em chuẩn bị buổi chiều á, thì nó chỉ thiên về là những cái món nướng thôi. Đây là cá nâu nướng nè. Còn này là con mực lá. Đó là đối với cái menu mà dành cho khách ăn tiệc nướng BBQ buổi chiều á, thì là nó là chỉ là hải sản nướng, giống như là nghêu sọt, hến nướng nè, cá nâu nướng nè, mực nướng. Thì ở đây em á là mực của em ở đây á là mực này là mực câu nha, chứ không phải là mực cạo ngoài chợ. Tôm cua của em đây là tôm cua thiên nhiên hết, cá nâu cũng là cá nâu thiên nhiên luôn. Đồ ăn á thì em còn những cái loại nước uống mà em tự chế từ những rau củ ở trong vườn, giống như là nước ép cải cầu vồng nè, nước ép cải ca le nè, là những cái loại rau đó, là những cái loại rau mà em trồng từ cái vườn em luôn. Thì ở đối với cái món cơm chiên hải sản của em ở đây á, thì em có cái hương liệu đặc biệt, đó là em chiên em có thêm vô một ít cái bột từ cái hương thảo em trồng á, thì nó sẽ làm tăng lên cái mùi vị cho cái món cơm á, nó sẽ thơm hơn.
Chào các bạn, vậy là mình đã chia sẻ với các bạn hình ảnh về vườn nhà tôm nha. Thì bây giờ hiện tại đang là hơn 7 giờ tối các bạn, thì không khí ở đây khá là mát mẻ, yên tĩnh nữa, chỉ nghe tiếng dế kêu thôi. Ở đây thì phù hợp cho với những cái bạn mà thích sự yên tĩnh nha, và thích cái không khí mát mẻ tự nhiên đó, thì có thể đến đây để trải nghiệm và có thể nghĩ lại từ những cái chòi. Ở đây có 3 cái chòi các bạn nha. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn. Để đi đến vườn nhà tôm thì mình sẽ xuất phát theo đường Cao Văn Lầu, đi ra hướng Mẹ Nam Hải, đến ngã tư dòng xây ngay ủy ban nhân dân phường Nhà Mát thì mình sẽ quẹo tay phải nha các bạn, đi qua cầu phường Nhà Mát. Mình sẽ chạy thẳng theo hướng đi về Vĩnh Hậu. Chạy tới cầu kênh số 7 thì mình sẽ quẹo phải ở dưới dạ cầu và đi theo đường lộ nông thôn, bề ngang có thể là 2 đến 3 mét các bạn. Thì con đường này xe 7 chỗ hoặc là 16 chỗ có thể đi vào, nên các bạn có thể đi đến vườn nhà tôm bằng xe du lịch nha. Qua một cây cầu, sau đó sẽ thấy một cây cầu bắc qua sông màu trắng, thì các bạn sẽ qua cầu và sau đó sẽ quẹo tay trái thì sẽ đến vườn nhà tôm nha. Thì chúc các bạn có một cái trải nghiệm thật là thú vị khi đến với vườn nhà tôm.